Wow, ở đây hay thật đấy. Nào, đầu tiên mình muốn ăn chiếc bánh sandwich trước như thế này này. Ôi, cái này mình có thể xử lý được. Hãy xem tớ có gì ở đây nhá. Kẹo sao? Làm thế nào để nấu từ chúng bây giờ? Cái này tớ chắc chắn sẽ làm khá hơn. Cái gì? Tớ nên làm việc với cái này như thế nào? Cậu thì có gì? Ồ, còn tớ là những gì tớ cần. Và đây là bánh mì. Chúng ta nên làm bánh mì nướng nhanh lên. Ném thôi nào. Và thêm một cái nữa. Trời ơi, tại sao lại không được nhở? Nào, nhanh lên nào. Ôi, nếu mà nhắm mắt thì sao? Trời ạ, không thể nào mà làm được. À, được rồi, tớ sẽ chỉ đặt nó vào bên trong thôi vậy. Bật nó lên. Và bây giờ chỉ cần đợi một chút là xong. Ơ, trời ạ, cái này có kim sắc quá. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ cạo nó. Các bạn thích điều này không? Ui, người tớ đầy kim rồi. Ấy, trời ạ, đầy kim thế này. Ui, đau quá. Trời ơi, cần phải lấy nó ra nhanh thôi. Đấy, như thế này. Xong rồi, bây giờ thì sẽ trả giá. Mình sẽ cắt nó làm đôi. Bây giờ thì ai có đầy gai đấy? Bây giờ tôi sẽ nhét vào lò bánh mì. Còn bây giờ thì xoài. Thật tốt khi tôi biết một mẹo nhỏ, một cách mà có thể lấy xoài nhanh chóng. Đấy, bây giờ thì chỉ cần cắt hành tây và ớt cay. Ôi, thật là kinh khủng. Thôi được rồi, tớ sẽ mở gói KitKat và cho vào trong lò nướng vậy. Còn bây giờ là Kinder Joy. Ồ, tớ trông giống như một đồ chơi vậy. Để xem nhá. Wow, một con robot thật là tuyệt vời. Robot đi hủy ra đây. Nào, bây giờ tớ sẽ cắt phô mai ra siêu mỏng nhá. Tuyệt. Còn đây là bánh mì nướng. Bây giờ có thể làm bánh sandwich rồi. Đầu tiên là bánh mì, sau đó rau diếp, giấm bông, phô mai và thêm cả bánh mì nữa. Và hoàn thành. Còn bao lâu nữa? Ui, gần xong rồi. Nó cao nóng quá đi mất. Ui, mùi thịt là thật là kinh tởm. Không sao, tớ sẽ lấy xoài cho lên trên, hành tây, ớt và phủ nốt cái miếng thứ hai lên. Sẵn sàng. Piu, piu. Ê, trời ạ, tiếng gì vậy? Ôi, sô-cô-la của tớ đang cháy rồi. Phải bỏ ra thôi. Ai, trời ạ, nóng quá. Nào, bây giờ tớ sẽ phết bột Kinder lên trên. Và đặt những quả bóng giòn lè và kẹo dẻo lên nữa. Và tớ sẽ cho bằng sô-cô-la và gần như sẵn sàng rồi. Nào, chúc cậu ngon miệng nhá. Nào, chúng ta có gì ở đây đây? Yêu ơi, còn cái này thì không tệ chút nào. Tớ sẽ bắt đầu với nó nhá. Trông rất là ngon đấy chứ. Ồ, đúng như tớ muốn luôn. Thật là tuyệt vời. Ồ, thế còn cái này là cái gì? Thôi được rồi, tớ sẽ thử nó vậy. Cũng không tệ. Ôi, trời ơi, cái này là cái gì? Ớt sao? À, nóng quá. Ồ, trời ạ, có vẻ như là ổn rồi. Ôi, hình như tớ đã tìm thấy cái này cuối cùng rồi. Ôi trời ạ, cái này chắc chắn không cứu được. Nhưng mà cái bánh sandwich này đã thắng rồi, chắc chắn luôn. Yeah, trời ạ, tớ vui quá. Trời ạ, chúng ta sẽ có thể làm gì được không? Nào, sẵn sàng. Tớ muốn một cây kẹo mút. Dễ dàng thôi. Tớ có gì ở đây đây? Bông cải xanh, nghiêm túc sao? Làm sao mà tớ có thể làm chiếc kẹo mút từ nó được rồi? Xui xẻo thật đấy. Còn tớ thì có Sprite. Ồ, và tớ biết là tớ phải làm gì với nó rồi. Nào, vậy tớ có gì? Kẹo cao su sao? Làm nào tớ có thể làm kẹo từ cái này sao? Nào, tớ sẽ lắc nó và đổ nó vào trong nồi. Bây giờ tớ sẽ thêm đường và nhiều vào. Còn bây giờ tớ sẽ cho thuốc nhuộm màu xanh vào nhá. Ôi vâng, đây là những gì tớ cần. Tớ sẽ bật lửa thật to và pha thuốc của tớ đi nào. Pha đi. Bây giờ sẽ còn một ít nữa thôi.
Bây giờ tớ sẽ có một cái này rất là hay. Nào, bây giờ tớ sẽ bỏ cái này ra và chọc nó vào trong như này nhá. Ôi trời à, ôi nó dính chán quá. Thôi được rồi, vậy thì kế hoạch thứ hai nhá, tớ sẽ đổ hết vào trong như thế này. Và bây giờ tớ sẽ tự nặn nó bằng hai tay luôn. Ôi trời à, cái này cũng không được rồi. Ồ, tớ còn một ý tưởng nữa. Đây, bây giờ chắc chắn là sẽ được. Tớ sẽ lấy caramel vào, cho cái này vào đây. Và... ôi, quá là hoàn hảo. Tớ là một thiên tài. Ồ, tớ có ý tưởng. Nhưng mà không, có lẽ chính xác. Tớ sẽ lấy kẹo cao su ra và thổi bong bóng từ nó. Ôi trời ạ, cái này quá ít. Cần thêm kẹo cao su nữa cơ. Tớ sẽ lấy cả gói luôn. Còn bây giờ thì có thể có một bong bóng thực sự rồi. À, đấy, bây giờ thì cho vào đâu bây giờ nhỉ? Tớ cần cái này nhá, tớ chỉ cần cái này thôi. Bỏ ra đi. Ôi, sẵn sàng rồi. Trời ơi, ôi dừng lại. Ôi, lại đi đâu vậy? Đấy, thế là sẵn sàng rồi. Nào, bây giờ phải làm gì đây? Ồ, tớ có ý tưởng. Tớ sẽ lấy kéo của tớ. Nào, bây giờ thì bông cải xanh sẽ đến lượt cậu ở đấy. Nào, nhận lấy đi. Ồ, trời ạ, cái này mệt thật đấy. Nào, có vẻ như là cái này đã làm được rồi. Ôi, hình như tớ làm hơi bẩn rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ dọn dẹp và đặt chúng ngay ở đây nhá. Và bây giờ tớ phải vứt cái này đâu giờ? Ui, có vẻ như đánh rơi rồi. Thôi thì ai chả làm được. Điều chính là kẹo mút của tớ đã sẵn sàng. Bây giờ đến lúc phải thử rồi. Ồ, wow, to thật đấy. Eo ơi, súp lơ xanh. Còn cái này như trong hình vẽ vậy. Tớ sẽ bắt đầu với nó nhá. Ồ, wow, đẹp làm sao. Có hương vị Sprite nữa, thật là tuyệt vời. Và bây giờ cả cái này nữa. Nhưng mà cái này không muốn chút nào. Eo ơi, không ngon một tí nào luôn ý. Sao rồi, cây kẹo mút to đúng. Bây giờ đến lượt mày rồi đấy. Eo ơi, trời ạ, nó nổ. Bây giờ tớ dính đầy kẹo cao su. Thật là kinh tởm. Kẹo mút xanh đã thắng. Tủ đùa đấy. Ồ, wow. Trời ạ, tớ thắng rồi, thắng rồi hoan hô. Ê, bây giờ xem nhá. Ấy, đau trời ạ. Sao, các bạn sẵn sàng chưa? Lần này, mình muốn ăn bim bim. Mọi người có thể xử lý được không? À, dễ thôi. Mình có gì ở đây đây? Hành sao? Tại sao lại lấy cho tớ chứ? Còn tớ thì có sô-cô-la. Ừ, thôi được rồi. Cậu có gì vậy? Ôi vâng, đây là khoai tây. Tuyệt, những gì tớ cần cho bim bim. Đấy, bây giờ tớ sẽ đặt nó lên trên một cái dĩa. Như này này. Và bây giờ tớ sẽ gọt hết cả vỏ đi nhá. Các bạn thấy dễ dàng chưa? Ôi, cái này đã làm tớ khóc rồi. Bây giờ tớ còn phải cần cắt nó chứ. Ôi, nó bốc mùi làm sao. Thật là ghê tởm. Ôi da, cảm ơn cậu rất nhiều nhá. Cậu thật là tốt bụng. Đây, của cậu đây. Ôi, thật là kinh tởm. Thôi được rồi, tớ phải có một ý tưởng thôi. Ồ, tớ có một ý tưởng này. Tớ sẽ cho sô-cô-la vào như thế này. Và sẽ đun nó lên. Như này sô-cô-la của tớ, nó sẽ tan chảy. Tiếng gì vậy? Tại sao không cắt được? Khoai tây ngu ngốc này nữa. Chờ một chút, tớ có máy cắt rau đặc biệt mà. Trời ơi, tại sao tớ lại quên mất nhỉ? Tớ sẽ nhét củ khoai tây vào đây. Và tớ sẽ có những miếng hoàn hảo. Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Ôi, cái này quá hoàn hảo luôn. Bây giờ, tớ sẽ rắc thêm một ít vào. Và tớ sẽ cho vào lò nướng nhá. Bật lên và chờ thôi. Tớ đang chiên rồi. Bây giờ cần phải đổ bột vào một cái bát vào như thế này. Và một cái bát khác đổ nước vào. Bây giờ tớ sẽ nhúng vào nước rồi đổ vào bột mì. Và nó đã sẵn sàng. Có thể cho vào trong nấu.
Ôi, trời ạ, dâu, nó đang tấn công tớ, cứu tớ với. Ồ, bây giờ thì sô-cô-la chắc chắn. Ôi, trời ạ, nóng thế này, suýt thì bỏng. Thật tốt khi có một bát nước đá, tớ sẽ làm mát những ngón tay của mình. Ôi, cái này thật ngu ngốc, tớ sẽ lấy thanh sô-cô-la và tự kẹp nó. Đó, tuyệt vời. Đây là những gì mình cần. Bây giờ mình sẽ cắt một góc đi. Và bây giờ mình sẽ cho cái này vào đây. Đấy, thế là một cái đã sẵn sàng rồi. Ngon thật đấy. Tớ sẽ cho vào trong đĩa như thế này và tiếp tục thôi. Ê, mùi gì vậy? Wow. Vâng, trời ạ, mùi thơm quá. Nhưng Bim Bim thật là hoàn hảo. Bây giờ tớ sẽ cho thêm cả nước sốt cà chua nữa. Ồ, có vẻ như vòng hành tây của tớ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ đến lúc phải bày ra đĩa và có thể đưa cho Kate rồi. Wow, bao nhiêu là bim bim khác nhau này. Thật là tuyệt vời. Tớ sẽ bắt đầu với những thứ này nhé. Với sốt cà chua. Ồ, đẹp thật đấy. Ồ, vâng, chúng rất là ngon luôn. Nào, bây giờ tớ sẽ thử những cái này nhé. Ôi, eo ơi, trời à, đây là hành sao? Ôi không, tớ không ăn đâu. Còn bây giờ là cái này này nhá. Ôi, cái này hay thật đấy. Thử nào. Wow, trời à, bim bim từ sô-cô-la. Quá là ngon, nó cực kỳ ngon, chiến thắng chắc chắn luôn. Ôi, yeah, cuối cùng tớ cũng thắng rồi. Các bạn thấy không, thấy không? Tớ nghĩ rằng tớ cần phải nhấn một trong những cái nút này. Chọn cái nào đấy? Ôi trời ạ. Thôi được rồi, tớ sẽ chọn màu đỏ. Tớ hy vọng họ sẽ không thả bất cứ điều gì nặng nề lên tớ. Đừng lo lắng Quentin, nó sẽ hoàn toàn vô hại. Bạn sẽ được giấy vệ sinh. Nó mềm mại và âu yếm. Chờ một chút, tớ đang lấy hết tất cả các cuộn. Đấy, được rồi. Bây giờ có thể bắt đầu. Hy vọng bạn sẽ thích nó. Tớ đã cố gắng chọn từng cuộn đặc biệt cho bạn. Cái gì vậy? Wow, nhiều giấy vệ sinh quá. Tại sao lại tớ? Trong những trường hợp đây không phải lựa chọn tồi tệ nhất có thể. Ồ, tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ thành xác ướp. Tớ nghĩ sẽ rất vui. Có vẻ như Quentin hài lòng. Có thể đi đến Lily. Tớ là xác ướp sống lại. Có người lạ trong hệ thống. Cần phải loại bỏ. Bật chế độ mắt laser. Bạn đang làm gì vậy? Đây là tớ Quentin. Trời ạ. Giấy đang cháy. Ôi không. Một đám cháy có thể bắt đầu ở đây. Ôi, hình như kết thúc rồi. Người lạ bị loại bỏ. Đến người chơi thứ hai. Năng lượng đã hết. Năng lượng đã hết. Đã hiểu, cần phải sạc pin. Bây giờ chúng ta sẽ phải đợi một chút. Thôi nào, bắt đầu nhá. Tớ sẽ kết nối dây. Đấy, vậy là xong. Tuyệt vời, kết nối sạc vậy. Tớ nghĩ tớ nên chọn một cái nút. Tớ đang nghiêng về màu vàng. Nhưng mà bấm nó vào thật là đáng sợ. Nào Lily, cố gắng lên. Ê, không có chuyện gì xảy ra. Pin sắp đầy rồi. Còn một tí nữa thôi. Đấy, xong. Tớ cần đến người chơi thứ hai. Lily, tớ đang trên đường. Có một điều gì đó thú vị đang chờ bạn. Ê, có ai nhờ tớ không? Tớ đang mệt mỏi lắm rồi. Còn bao lâu nữa? Chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Ồ, bạn có một mong muốn được chơi. Tớ tự hào về bạn Lily. Bạn sẽ nhận được nhiều phần nước biển với rong biển cùng một lúc. Cái gì vậy? Tại sao lại ướt thế này? Tớ có định đi tắm đâu. Bạn bấm bao nhiêu lần, bạn sẽ nhận được từng đấy nước. Trời ơi, tớ chết đuối sớm thôi. Ở đây có rất nhiều nước. Thả tớ ra. Ôi, cuối cùng tớ cũng có thể thở. Thở tớ tốt làm sao. Tớ không nên nấn nút nhiều như vậy. Hãy nhận lấy đi. Bạn sẽ cần nó. Wow, tớ cảm thấy như đang ở dưới đáy biển vậy. Có cái gì đó hay ở đây. Cần phải chờ đợi cho cạn nước thôi vậy. Ồ, có cả cá nữa nè. Thật là tuyệt vời.
Đã đến lúc bắt đầu vòng thứ hai. Tớ sẽ không lặp lại sai lầm của mình một lần nữa. Tớ sẽ nhấn nút một lần thôi. Ôi không, đó là một tai nạn. Lily đã đưa ra lựa chọn. Bạn chắc chắn sẽ thích chiếc bánh pizza này. Pizza? Tuyệt quá, tớ đã không sai. Tớ rất vui vì may mắn đã mỉm cười với tớ. Trời ạ, thật là tuyệt vời. Tớ đề nghị thêm một ít phô mai. Nó sẽ không bao giờ thừa trên bánh pizza. Lily, bắt cái này. Cái này cũng dành cho bạn. Bạn hãy bổ sung sức mạnh của mình đi nhé. Phô mai, không thể nào. Tớ thực sự rất là may mắn. Nữa vào, đừng dừng lại. Ôi, thật là tuyệt. Ôi, pizza ngon hơn với phô mai. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì ngon hơn. Ôi, tớ đang đói quá rồi. Tớ nghĩ tớ sẽ cho thêm phô mai vào đây. Tớ sẽ nhặt hết những gì ở dưới đất. Ôi, thật là đẹp. Cái gì vậy? Không giống phô mai một chút nào. Ôi không, đây là chuột. Đây là chuột sống. Ra khỏi đây. Kỳ lạ, tiếng ồn này từ đâu vậy? Cứu tớ, cứu tớ. Ồ, chuột bay, thật là tuyệt vời. Đừng lo Lily, tớ bắt nó đây rồi. Cố lên, hạ cánh nào. Tớ sẽ không để bạn bị thương đâu. Bạn sẽ không chích dù nữa. Bạn thật là dễ thương và đáng yêu. Chạy đến với Lily đi. Tớ chắc chắn rằng bạn ấy đang nhớ rồi. Còn tớ sẽ đến chỗ Quentin. Ồ, đến lượt tớ rồi sao? Tớ vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Thôi được rồi, nút xanh lá cây này vậy. Giả như có điều gì đó tốt đẹp. Xin chúc mừng, bà đã lựa chọn đúng. Màu xanh đã không làm bạn thất vọng. Bạn sẽ nhận được một xô kẹo cao su. Tớ sẽ tự nhai chúng. Nhưng tớ không thể, đó là quy tắc. Ui, có một cái gì đó màu hồng. Wow, kẹo cao su. Ui, tớ không nên lo lắng như vậy. Đây là điều may mắn. Ui, thật là nhiều kẹo cao su. Tớ có thể bơi trong chúng. Nhưng tốt hơn hết, tớ sẽ ăn chúng. Ôi, tớ sẽ thổi bong bóng thì sao? Wow, trông thật là tuyệt vời. Nhìn nó bay đi này. Tớ cần thêm nữa. Tớ sẽ làm bữa tiệc khinh khí cầu. Tớ chắc chắn rằng sẽ rất là vui. Thêm nữa nào. Ồ, nhiều bóng thật đấy. Tớ không mong đợi điều này từ chính mình. Bóng bay. Có vẻ như Quentin đã quyết định thổi tất cả kiểu cao su của mình. Xin chào. Hãy tham gia bữa tiệc khinh khí cầu của tớ đi. Hình như anh ta đang cố gắng trốn thoát phải không? Ôi không, đó là cách hoạt động không tốt. Tớ bật chế độ laser. Ôi không, điều gì đang xảy ra với quả bóng của tớ rồi? Trời ạ. Tớ rất vui mừng bạn đã trở lại. Tớ và Lily đang cảm thấy rất nhớ cậu. Ôi, thật tuyệt khi tớ bị trong ngực như vậy. Như này sẽ không đẹp đâu. Tớ sẽ giúp bạn. Xin chúc mừng bạn đã trở về nhà. Chúng tớ rất vui khi chúng ta ở bên nhau. Ôi đầu của tớ. Thế giới dường như đảo lộn. Mọi thứ đang bay trước mắt tớ. Còn đây là vòng mới. Tớ hy vọng bạn đã hoàn toàn nắm vững quy tắc của trò chơi. Ồ đúng vậy. Tớ đã đưa ra lựa chọn của mình. Làm tốt lắm. Thật là nhanh. Bây giờ trò chơi đã nhanh hơn rồi. Quentin, tớ có tin tốt, bạn sẽ nhận được bánh rán. Chúc bạn ngon miệng nhé. Cái gì vậy? Bánh rán? Không thể nào. Trời ạ, có nhiều thật đấy. Ôi, tuyệt thật đấy. Tớ có đủ để làm tất cả mọi thứ. Ngon quá. Nhưng chiếc bánh rán này sạc cho tớ năng lượng. Tớ muốn di chuyển, hát nhảy. Nhưng mà cần phải ăn hết đã. Ôi không, tớ nghẹn. Ôi, cứu tớ, tớ không thở được. Không đủ không khí. Cần phải bỏ nó ngay lập tức. Quentin, bạn có biết cách ăn gọn gàng hơn không? Trời ạ, không nên trả lại tôi miếng này. À thôi, tớ sẽ ăn thôi. Còn tớ đây, Lily, đến lượt bạn. Lần này tớ sẽ chỉ tay lên trời. Hóa ra nó không dễ dàng một chút nào. Ôi, được rồi. Hãy xem sẽ có gì nhá. Bạn kém quyết tâm hơn Quentin. Nhưng tớ vẫn khen ngợi bạn. Thật tệ là lần này bạn không gặp được nhiều may mắn. Tớ chắc chắn rằng bạn sẽ không muốn bị bao phủ bởi keo dính đâu. Nhưng tớ không thể làm được gì. Đây là cái gì đấy?
Bạn đang đổ gì lên tàu vậy? Trời ơi, đây là keo sao? Ôi không, trời ơi, thật là kinh tởm. Nhấp nháp làm sao? Chờ đã, không còn nhiều nữa đâu. Ôi không, tay của tớ bị dán vào bản thân rồi. Giúp tớ với, tớ không thể di chuyển được. Ôi, tớ vô tình ấn nhầm nút rồi. Trời ơi, đừng. Tớ không cần bất cứ thứ gì khác. Wow, Lily rất háo hức. Thật là bất ngờ, nhưng rất đáng khen ngợi. Lily, lấp lánh xinh đẹp đang chờ đợi bạn. Bạn sẽ rất thích nó. Ôi, không phải trong lúc này, nó sẽ dính vào người tớ. Dừng lại, đủ rồi. Tớ không cần bất cứ thứ gì nữa. Trời ơi, tớ giống như cây thông Noel vậy. Tớ nghĩ nó thực sự rất phù hợp với bạn. Bạn lấp lánh và lung linh. Thật là tuyệt vời. Trông giống như quả bóng disco vậy. Ồ, bữa tiệc tuyệt quá. Tớ đã bật loa hết cỡ. Hãy lắc lư sàn nhảy này. Ồ, thật tuyệt vời. Mọi người đều nhảy. Lặp lại sau tớ đi. Bạn sẽ làm được thôi. Đấy, xong rồi. Thêm nữa nào. Hãy thêm nào. Sang phải, sang trái. Tuyệt. Thử thách sớm kết thúc. Và tớ vẫn sợ hãi khi đưa ra lựa chọn. Bấm vào đâu bây giờ? Tớ còn không biết nữa. Thôi được rồi, hãy để nút màu xanh đi. Trời ạ, có gì vậy? Lily, bạn thật thiếu quyết đoán. Thật không may mắn lần này. Nó chính đáng. Tớ sẽ không thể làm hài lòng bạn. Ôi, hôi thật đấy. Tớ nghẹt thở mất. Ngay cả mắt tớ cũng chảy nước. Tớ phải khẩn cấp làm điều gì đó. Tớ sẽ đóng cái lỗ này vào. May mà tớ có nút chai. Như này tuyệt hơn rất nhiều. Cá hôi đặc biệt cho Lily. Lạ thật đấy. Nút chai ở đâu vậy? Tớ không hiểu gì cả. Cần phải bỏ ra thôi. Đầu tớ đau quá. Đấy, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Lily, cá của bạn đây. Nhìn xem có bao nhiêu này. Ôi không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại ném cá này vào đây? Tớ không muốn đâu, tớ không cần. Trời ơi, điều này thật là kinh tởm. Tớ cần mặt nạ phòng độc. Chúc ngon miệng. Ồ, còn một con cá nữa này. Đi tới Lily đi. Trời ơi, tớ sẽ không bao giờ thoát khỏi điều này. Cần phải nhắm vào mục tiêu. Tuyệt. Ôi không, không. Trời ạ, nó rơi ngay vào trong áo tớ. Tớ không thể bỏ ra được. Trời ơi, không có gì bỏ được. Tớ sẽ không làm phiền bạn Lily. Quentin chán rồi. Đến lúc phải thăm bạn ấy. Ôi, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn rồi. Tại sao lại khó khăn như vậy? Ôi, một nút thật là thú vị. Chắc phải có điều gì đó bất thường đằng sau nó. Bạn đoán đúng Quentin. Nhưng trước khi nhận được những gì bạn đã chọn, tốt hơn hết bạn hãy đội chiếc mũ bảo hiểm. Mũ? Lạ thật đấy. Tớ không thích nó, nhưng mà tớ phải bảo vệ đầy đủ thôi. Đấy, thế này tuyệt vời rồi. Chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng chiếc bánh quy đường này được gửi đến hộp của bạn. Chúng rất ngon, nhưng hơi cứng. Cái gì vậy? Giống như viên gạch đang rơi xuống đầu tớ vậy. Tuy nhiên thật tốt là tớ có mũ bảo hiểm. Ồ, bánh quy đường này có một cái và một chiếc kim. Tớ không hiểu có chuyện gì. Điều đó có nghĩa là bạn phải cắt cookie trong 30 giây. Thời gian bắt đầu. Ôi, tại sao tớ lại nhấn nút này? Tớ sẽ không thành công và tớ sẽ thua. Cần phải cố gắng nhiều. Cái kim ngu ngốc. Tớ sẽ cố gắng cắn nó. Chắc như này có vẻ nhanh hơn. Cố lên Quenty, cố lên. Ôi không, tớ làm vỡ nó rồi. Điều gì sẽ xảy ra với tớ bây giờ? Đừng lo lắng, tớ đã thấy rằng bạn rất cố gắng. Nhưng điều này sẽ không giúp được bạn. Ôi không. Trời ơi, thật là một cơn ác mộng. Tớ ướt hết rồi. Tại sao lại đổ cái này? Lỗi của chính bạn. Bạn không nên thua. Bây giờ hết rồi. Xin chào tất cả thêm một lần nữa. Hãy để tớ cho bạn biết các quy tắc trò chơi. Các bạn chuối trong những chiếc hộp và tớ sẽ kiểm tra bằng công cụ của mình. Tớ chắc chắn không ai tìm thấy tớ đâu. Tớ đã chọn kỹ rồi nên không ai tìm được tớ đâu.
Ngay cả khi tớ bị bắt, tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Mẹ ơi, tớ sợ quá. Cần phải lắng nghe những gì đang xảy ra ở đây. Ôi, tớ sẽ tạo một cái lỗ và quan sát. Tuyệt, bây giờ tớ đã bình tĩnh hơn một chút. Tớ đang kiểm soát rồi. Đang tìm kiếm mục tiêu. Đang tìm kiếm mục tiêu. Thấy sự chuyển động. Tớ đang đi đến mục tiêu. Không, tớ phải ngồi yên và không cử động. Không thấy chuyển động của mắt. Mục tiêu đã mất. Tớ sẽ kiểm tra cái hộp này. Gắn cái này vào và bắt đầu kiểm tra. Đấy, nhận lấy đi. Nếu có ai đó trong vậy, tớ rất tiếc. Có vẻ như tớ đã may mắn, họ vẫn chưa tìm được tớ. Có lẽ tớ không muốn vị trí của chiếc hộp này. Tớ sẽ ngồi yên lặng như một con chuột và không cử động hay thở. Tớ rất sợ. Hộp bị phá hủy, nó trống rỗng. Tớ đã nhầm mục tiêu, phải tiếp tục tìm kiếm. Đã đến lúc chọn công cụ. Lấy khẩu súng nước. Nó phù hợp với màu của tớ một cách hoàn hảo. Ôi không, có vẻ như tớ bị sắp thất bại rồi. Tớ thực sự rất lo lắng. Trời ơi, đó là tiếng súng. Lần trước tớ đã may mắn, hy vọng lần này cũng vậy. Đừng chơi trò trẻ con nữa. Lần này tớ nghiêm túc rồi. Tìm kiếm mục tiêu. Kiểm tra chuyển động. Chiếc hộp này đang run. Nhắm. Ôi không, không, không. Không. Bạn đã thua. Giơ tay lên. Trừ một người. Tớ quá tuyệt. Đã đến lúc chọn vũ khí nghiêm túc hơn. Có thể là bom. Có thể bóng nước. Không. Tiếp tục lựa chọn. Kính laser. Tuyệt. Chính xác những gì cần thiết. Đến lúc phải thử rồi. Chắc chắn nó sẽ rất tốt với mặt tớ. Tớ sẽ thử thôi nào. Bật lên. Tại sao laser lại mạnh như vậy? Oops. Hình như tớ đã làm có mùi khét ở đây. Không sao. Hình như có mùi gì đó nướng nướng. Cần phải xem. Trời ơi, của bạn ấy có kính laser. Kìa. Hộp này trống rỗng. Phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Ôi không, bạn ấy đang đi về phía tớ. Tớ khẩn cấp cần phải nghĩ ra một kế hoạch. Được rồi, tớ phải gọi lực lượng cứu hộ. Họ sẽ giúp tớ. Các bạn, đừng im lặng. Mình rất muốn trợ với các bạn. Có vẻ như có ai đó trong hộp này rồi. Trời ơi, tín hiệu không qua được. Lucy, xin chào, bạn khỏe không? Giúp tớ, tớ sợ. Bạn nghe thấy tớ không? Tớ đang trong hộp. Tớ nghĩ bạn không nên hét lên như vậy đâu. Nhưng tại sao không? Tớ xin lỗi Lucy, nhưng tớ phải loại bỏ bạn để tồn tại trong trò chơi này thôi. Ôi không, ai đang gọi tớ vậy? Tớ nghe thấy chuông điện thoại. Tớ biết âm thanh đến từ đây rồi. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Lucy, tớ đã tìm kiếm bạn rất lâu rồi. Vòng mới, vũ khí mới. Lần này tớ chọn cái búa bơm hơi. Ai, đau quá. Tớ đã cắn ngón tay của tớ rồi. Cái hộp đang di chuyển. Có vẻ như có mục tiêu mới. Ôi, trời ơi, tớ đã tự đầu hàng mất rồi. Bạn ấy đang tiến về phía tớ. Mình đang ở đây. À, được rồi, tớ sẽ chạy. Đây là cơ hội giết của tớ. Tìm được rồi, nhận lấy đi. Nhận lấy đi. Kỳ lạ, hộp dường như trống rỗng. Tớ thấy nó di chuyển mà. Tớ không hiểu. Chẳng lẽ tớ bị lừa? Tiếp tục tìm kiếm. Tớ đã cứu được một cách kỳ diệu. Có vẻ như may mắn đang đứng về phía tớ hôm nay. Tớ còn chọn một cái hộp trước khi bạn ấy để ý đến tớ. Cái này chắc là được. Bây giờ chui vào thôi. Ôi, có thể thở được rồi. Hình như có ai thở vào lưng tớ. Ôi, xin chào. Xin lỗi, tớ không biết bạn ở trong này. Bom hay bánh ngọt? Bánh ngọt hay bom? Tớ nghĩ rằng sự lựa chọn rõ ràng. Lần này tớ sẽ chơi lớn. Cảm biến chuyển động đã được bật.
Ê, ê, đứng dịch ra, chúng ta phải giúp nhau, nếu không hai sẽ bị tìm ra. Đã tìm thấy mục tiêu, bây giờ tớ biết một nơi để đặt bom. Tớ sẽ nhắm quỹ đạo và bắn. Đây là cái gì đấy? Ôi không, đây là quả bom hẹn giờ. Trời ơi, chúng ta sẽ chết mất. Tớ đã không nhầm, trừ hai người một lúc, đó là may mắn. Ôi, chúng ta thua rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tớ không biết, nhưng chúng ta nên trốn một lần nữa hay chạy hết sức mình. Tớ e rằng sẽ vô ích thôi, bạn vẫn còn trong trò chơi. Chúng ta đang ở đâu đây? Có vẻ như chúng ta đã đi xa rồi. Hãy trốn càng sớm càng tốt, nếu không bạn ấy sẽ đến mất. Tớ sẽ đứng đây, hy vọng bạn ấy sẽ không nhìn thấy tớ. Ai đó giúp tớ với, tớ không trèo lên được. Xin lỗi, như tớ còn không có thời gian, tớ vẫn chưa kịp trốn. Hồ bơi ngu ngốc. Trời ơi, bạn có thể nhìn thấy tớ dưới nó. Làm gì bây giờ? Cái gì? Cọ và sơn. Ồ, cái này sẽ giúp tớ. Ê, đi ra đây, tớ nghĩ ra ngụy trang rồi. Chúng ta có thể dùng cái này để vẽ. Ồ, ý tưởng tuyệt đấy Ted. Chúng ta sẽ sơn để phù hợp với nội thất và không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta sẽ tan vào không gian. Các bạn xin chào, bạn có nhớ không? Tớ đây, tớ muốn gặp các bạn càng sớm. Kỳ lạ, có vẻ như căn phòng trống, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu. Đến lúc chọn vũ khí mới, lần này tớ sẽ sử dụng quả bóng nước. Hãy xem có thể tránh mặt được tớ không nhé. Tớ có một bất ngờ cho bạn. Không ai nói gì. Phải bật cảm biến chuyển động. Hình như không thấy rồi. Đang quét. Cho đến nay không có chuyển động nào được phát hiện. Tớ sẽ đi tiếp. Ôi, cuối cùng có thể thở được rồi. Ôi. Chuyển động được cố định. Bắt được rồi. Quả cầu nước này là của bạn. Ôi không, tớ ướt hết rồi. Tớ muốn tiếp tục chơi, cho tớ thêm cơ hội thứ hai đi. Bây giờ chỉ còn hai người chơi. Tớ rất tuyệt. Xin chào, thức dậy đi. Chúng ta có điều tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi săn. Ai sẽ là người may mắn? Không sao, chúng ta sẽ tìm được thôi. Có vẻ như bạn ấy vừa đi qua. Tuyệt quá. Trực giác cho tớ biết mục tiêu đang ở gần đây. Dường như không có ai ở đây. Ôi, bạn ấy không để ý thấy tớ. Ôi, có mùi gì đó từ hồ bơi. Ôi, đó là chân thối. Tớ chết ngạt bây giờ. Có vẻ như mục tiêu tiếp theo đã tìm được. Đến lúc loại bỏ trước khi có cuộc tấn công khí. Đến đi nào. Ôi không. Trời ơi, tớ sợ nó. Hãy đưa nó ra khỏi đây. Trời ơi, ai ném xuống vậy? Chào Teddy, lâu lắm không thấy bạn. Đây là những con rắn của tớ. Xin lỗi vì bạn không thích. Đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi. Tớ đã để lại chiếc bánh này. Ở đây có vẻ như không có. Tiếp tục tìm nào. Ôi, thấy chuyển động. Một bức tường kỳ lạ. Có mùi bất thường. Có lẽ tớ đang nhầm lẫn. Bạn ấy đi rồi, trời ơi. Tớ phải kiên nhẫn thêm một chút nữa. Tớ có ý tưởng này. Cần tạo ra một Betty giả. Bạn ấy chắc chắn sẽ tin. Tớ sẽ để ở đây sau bức tường. Còn tớ thì sẽ về. Tớ thấy ai đây? Betty mà. Ngớ ngẩn thật. Bạn ấy đã đứng giữa đường thế này. Vậy là xong, trò chơi kết thúc. Bạn đã thua. Chúc bạn ngon miệng. Hy vọng bạn đã thích. Ôi, lạ thật đấy. Tại sao bạn ấy không có phản ứng gì? Bạn bị lừa rồi, đó không phải tớ mà là bản sao của tớ. Sự cố hệ thống, sự cố hệ thống. Tớ đã hỏng. Tớ thắng rồi, hoan hô. Có vẻ như cái này đã mở ra cho tớ. Tạm biệt nhé những kẻ thua cuộc. Nào, chúng mình bắt đầu thôi.
Hãy tớm để tớ may mắn. Và tớ được bột mì. Nhìn nè Austin, nó trắng tuyết làm sao? Ê, cậu làm gì vậy? Tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ê, họ đang làm gì vậy? Không sao đâu Betty, đừng phân tâm. Ai? Trời ạ, tớ trắng hết cả rồi. Tuyệt quá. Ê, nhặt lấy đi. Ê, cậu làm gì vậy? Trời ạ. Ôi, tớ không thể dừng lại được. Achiu. Cậu đã sẵn sàng chưa Bella? Và Bella sẽ có dưa chuột. Ừ, có vẻ như thế rồi. Ôi, nhìn chúng còn khó chịu hơn khi gần. Này, 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 nhận lấy đi. Trời ạ, dừng lại đi Austin. Điều gì đang chờ đợi tớ, điều gì đang chờ đợi tớ? Ôi, mùi lạ thật đấy, ghê thế. Ôi, có điều gì đó khó chịu đang chờ đợi tớ. Nào, Austin giúp Bella đi. Ai? Trời ơi, thật là ghê tởm. Tớ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Ôi, ghê quá. Ôi, trông cậu buồn cười quá Bella. Ôi, làm sao để tớ có thể loại bỏ mùi khó chịu này rồi? Ôi, tội nghiệp Bella. Ôi, nhưng mà dưa chuột không tệ mà. Rất là ngon. Hay cầu cho tớ may mắn. Tớ chọn cái này. Và Betty có bóng bóng. Wow, thật là tuyệt. Nào, bắt đầu. Wow, từ từ thôi Betty. Cậu bắn hết cả vào chúng tớ rồi. Hay quá, chúng tớ có một bữa tiệc bọt. Ê, nhưng mà Betty đâu rồi? Ai, xem tớ may mắn thế nào. Tớ bao phủ đầy bọt đây này. Ôi, tớ rất thích làm bọt luôn. Ừ, tớ cũng thích. Ừ, tớ đã sẵn sàng. Và Austin sẽ được có một cái gì đó cay. Ừ. Ôi, không biết mùi vị như thế nào nhỉ. Ôi, trời ạ, tôi bị bỏng rồi đây này. Ôi, Austin hãy sẵn sàng đi. Thôi được rồi, bắt đầu thôi nào. Ôi, cái gì đây? Ôi, mì sao? Ôi, tớ rất thích mì. Tuyệt quá. Ôi, không, 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 tớ cháy. Ôi, phải chạy ra khỏi đây ngay thôi. Trời ơi, kinh quá. Ồ, phải tránh xa cậu ấy ra thôi. Ôi, nhìn mặt cậu ấy đi Bella. Ừ. Ôi, phải khởi động trước khi bốc thăm nhá. Ôi, xin lỗi Austin nhá. Nào, bắt đầu thôi. Ồ, có vẻ như Betty lại có thứ gì đó ngon rồi. Tớ tự hỏi đó là cái gì. Ôi, ngon thật đấy. Ê, Bella xem này. Thôi được rồi, tớ sẵn sàng. Bắt đầu lặn nhá. Ôi, wow, tuyệt thật đấy. Tuyệt kìa. Hãy cho thêm một lớp kem nữa nhá. Ôi, tuyệt quá. Ôi, nó còn ngon nữa chứ. Hãy nhìn này, tớ bao phủ bởi đầy kem ngọt. Ôi, các bạn nhìn kìa. Ê, cậu đi đâu vậy? Nào, lấy bóng đi. Ôi, cậu mong tớ được may mắn. Và Bella được tránh. Hãy thử nhá. Ôi, chua thế. Bella, cậu có thể làm được, tớ tin cậu. Nào, cố lên. Ôi, trời ơi, chua quá. Mắt tớ. Ôi, tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ai đây, ai đây? Có phải cậu không Austin không? Ôi, Bella thật là dị. Ôi không, cái gì nữa đây? Ôi, đau thế. Ai? Ôi. Ôi, tôi nhờ Bella. Ôi, tôi sẽ được cái gì đây? Tôi tự hỏi nhờ. Nào, hình như Austin có nhận được một cái gì đó thú vị đấy. Khổ thân Austin.
nào, chúng ta thử nhá. Ôi, hình như tớ bị dính vào rồi. Trời ơi. Bella, Austin đang ngã vào. Không, không. Nào, bắt đầu thôi. Ôi, cái gì đấy? Lạ thật đấy. Tớ không hiểu. Cái gì? Trời ạ, tớ bị kẹt rồi. Ôi không. Kêu tớ. Ê, bỏ tay ra, bỏ ra. Ôi không. Trời ạ, bây giờ tớ cũng bị dính vào rồi. Ôi, tớ cũng không bỏ ra được. Ê. Trời ơi. Ôi, mong là không có cái gì đó tệ lắm. Thôi đừng có nói nữa. Ôi, có vẻ như là lạnh đấy. Ừ, chắc là sẽ vui lắm đây. Nhìn nó chứ không được đẹp cho lắm, để tớ chạm vào nhá. Ôi không, ngón tay của tớ bị đóng băng rồi. Nào, ấm lên, ấm lên. Nào, tớ đã tập hợp và bắt đầu thôi. Ôi, lạnh thế. Trời ơi. Ôi, nhanh lên, chúng ta phải đưa bạn ấy nhanh chóng ra khỏi đây. Cậu ấy nặng quá. Ừ, đúng rồi. Nào các bạn ơi, cho tớ ra ngoài đi. Phù, cuối cùng cũng hoạt động rồi. Đi thôi nào Betty. Tạm biệt Bella nhá. Ê, đừng có bỏ tớ đây chứ. Ôi, có gì đó, tớ không ổn hay sao ấy. Nào nhanh lên Bella, đừng có trốn nữa. Và Bella có dưa hấu. Wow, thật là tuyệt. Tớ muốn miếng. Ôi, tiếc quá, có vẻ như ai sắp nhảy rồi. Ôi, điều gì đang chờ đợi tớ đây? Chúng ta có vẻ như phải giúp thôi. Bella, hãy để tớ làm điều này cho cậu nhé. Ừ, chạy đi, chạy đi. Yeah, xuất sắc. Hóa ra nó thậm chí còn dễ dàng hơn tớ nghĩ đấy. Ôi, ngon thật đấy. Ê, cậu làm gì vậy Bella? Hai bạn định lừa tớ chứ gì? Sẽ không được đâu. Không ai có thể lấy dưa hấu của tớ cả. Tất cả là của tớ. Của tớ. Nào Austin, đừng có lãng phí thời gian nữa. Tớ tự hỏi Austin sẽ được cái gì nhỉ? Có một cái gì đó rất lạ đấy. Ở đây không có gì cả. Cố lên, cố lên. Thôi được rồi, bắt đầu thôi. Ups, có vẻ như rất là đau đấy. Trời ơi, ôi không có gì sao. Trông cậu buồn cười quá Austin. Ôi, tớ đau lắm đấy. Ôi, cẩn thận nhá. Ôi, muộn rồi. Tạm biệt, cậu cứ ý có vẻ không vui lắm đâu. Đấy, tớ hiểu. Từ từ, bạn đi đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suzy, bạn đang làm gì vậy? Những người này là ai? Đừng xâm nhập vào đất của tớ. Chúng tớ đã đồng ý rồi mà. Họ là công nhân và họ sẽ giúp tớ trang trí phần của mình. Trang trí? Tại sao bạn cần nhiều công nhân như vậy? Bạn sẽ không xây dựng một cung điện chứ? Làm sao mà bạn biết được? Kể cả cung điện thì sao? Bàn đồ cho tớ đi. Ê, trả lại cho tớ. Đứng lại, bạn không thể vượt qua ranh giới. Được rồi, tớ đã hoàn thành mọi thứ. Đây, tiền của bạn ở đây. Ôi, thêm cũng là kế hoạch. Đây mới là kế hoạch phải không? Bây giờ tớ sẽ chỉ cho bạn cách vẽ một căn phòng tuyệt vời hơn nhiều. Tớ sẽ làm cho mình một ngôi nhà mát mẻ dưới gầm giường này. Yeah. Này, và không cần công nhân nào. Trên thực tế, kể cả gối cũng không giữ được. Bạn đã làm gì vậy? Đây là kế hoạch của tớ mà. Đồ ăn trộm ý tưởng. Không phải bạn nghĩ ra ý tưởng đâu. Tớ nghĩ ra mà, nên đừng trách tớ. Dù sao nhà tớ cũng tuyệt hơn nhiều. Trời ạ, tớ biết.
Jess, tớ cho phép bạn nhìn tớ và ghen tị. Tớ cảm thấy rất sảng khoái ở đây. Ôi, cứ làm đi. Tớ sẽ tạo cho mình một nơi tuyệt vời hơn. Ồ, giảm giá đồ chơi. Tớ biết tớ nên đi cửa hàng này rồi. Ê, bỏ tay ra. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, bạn chỉ được nhìn thôi. Được rồi, chỉ nhìn thôi mà. Không ai dám lấy đồ chơi của tớ, đặc biệt là miễn phí. Wow, ở đây có Hagiwagi này. Ê, bỏ tay. Ôi, tớ nhớ rồi. Wow, ở có cả Hagiwagi rất lớn. Tuyệt thật đấy. Nhưng mà tớ không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tớ nghĩ tớ có thể giải quyết được vấn đề này trong khi bảo vệ không nhìn thấy. Chuyện gì ở đây vậy? Tớ cảm thấy có điều gì không ổn. Nhưng điều gì? Xin chào, bạn khỏe không? Đồ chơi biết nói, cứu. Tớ cần vào phòng bí mật của tớ ngay lập tức. Ôi sợ quá. Trời ạ, mong là không ai nhìn thấy tớ. Tớ có thể thư giãn ở đây rồi và không ai nhìn thấy tớ. Xin chào con vịt con. Giả như bạn biết tớ vừa nhìn thấy gì. Ôi, bảo vệ hèn nhát thật đấy. Nhưng tớ không phải là một tên trộm, vì vậy đây là tất cả số tiền tớ có. Hy vọng nó đủ cho một cái gì đó. Suzy, nhìn này. Bây giờ tớ cũng có một cái gì đó để đặt ở dưới giường. Và đây là một cái gì đó rất tuyệt hơn so với kẻ sọc thông thường. Đó là một chiếc chăn Hagiwagi. Ôi, Jess kỳ lạ thật đấy. Bây giờ là lúc để trang trí phòng với áp phích và tất cả những thứ hay ho khác để tạo ra không khí ấm cúng rồi. Ồ, tớ cũng cần cái này. Haha, nhà của tớ trông ngầu hơn của bạn. Nhưng không lâu đâu, tớ nghĩ tớ sẽ làm một cái gì đó để căn phòng đẹp hơn. Con xây cái gì đây này? Bố, con có thể lấy cái túi được không? Con cầm một cái túi màu hồng, không phải cần bao lô. Con vẫn muốn trở thành một nữ sinh. Ôi, đẹp thật đấy. Xây bao nhiêu thứ. Cái gì đây? Ôi, Hagiwagi cũng là một bảo vệ tuyệt vời. Chào buổi chiều, em đã cuối cùng hoàn thành bài văn của em. Cô có thể kiểm tra cho các em được không? Chắc chắn rồi, cuối cùng thì Suzy cũng chăm chỉ học hành. Ôi, chắc cô đói lắm. Cô có muốn ăn quả táo không? Em có một quả đây này. Ôi, cảm ơn. Ôi, con xin lỗi, con vô tình. Lần sau đưa vào tay nhé. Đây là cơ hội của mình. Xin lỗi, nhưng mà em cần cái bảng. Tớ tìm thấy rồi. Ê, Suzy đâu rồi? Bảng bắt đầu mất rồi. Bây giờ mình sẽ dạy các em như thế nào? Điều chính là không lo lắng. Mình biết có cách để làm thế nào có thể chút bỏ mọi cảm xúc của mình. Đây, đây, nhận lấy đi. Quả táo phải không? Đồ ăn trộm. Này, nhận lấy đi. Jess, bây giờ tớ có một cái gì đó thú vị hơn nhiều so với affix của bạn. Tớ có thể tự vẽ bất kỳ affix nào. Nhìn và ghen tị với tớ đi. Cái gì? Bạn lấy bảng ở đâu ra vậy? Bạn có biết vẽ đâu mà. Cái gì? Sao bạn dám? Bạn chưa bao giờ vẽ cả. Tớ sẽ chỉ cho bạn biết ngay bây giờ. Ê, bạn đang làm gì vậy? Chiều. Đấy, nó rất phù hợp với bạn đấy. Bây giờ trông bạn thật là đẹp. Ừ, vui đấy. Vì bạn bây giờ tớ phải rửa mặt đây này. Ý tưởng thật là tuyệt vời. Có điều gì có thể tuyệt vời hơn một bảng vẽ khổng lồ luôn có thể thay đổi được chứ? Tất nhiên là không có gì rồi. Để hoàn thiện căn phòng, bạn cần đồ chơi dễ thương. Ví dụ, đây là một chiếc đèn trông hình dạng một con kỳ lân. Đèn? Ai cần đèn của bạn khi bạn có một đèn hồng hoa? Hãy xem và tận hưởng đi.
Ừ, tuyệt thật đấy. Wow, điều này thực sự rất đẹp. Tớ nên làm gì bây giờ? Con kỳ lân của tớ bây giờ trông thật là thảm hại. Chắc chắn rồi, nó không là gì so với cả một đèn của tớ. Tớ nên làm gì bây giờ? Tớ cũng cần một cái gì đó tuyệt vời. Và tớ nghĩ tớ biết nó lấy đâu rồi. Tớ có một người bạn rất nhỏ. Tớ là Hulk. Hulk xấu xa và đáng sợ. Này Quentin, bạn có thể giúp tớ được không? Mình cần một con gấu. Tớ có thể lấy được không? Con gấu bông của tớ. Tớ yêu nó mà. No. Bạn ích kỷ quá mà. Nếu mà tớ sẽ làm một cái gì đó để bạn đồng ý. Ví dụ như Nutella. Tất nhiên, tớ vẫn cần một đứa trẻ. Nhưng đây là một cái lọ quá nhỏ. Ôi, bạn thật là tham lam. Và khoai tây chiên thì sao? Pringles lớn. Bim bim. Ok, tớ sẽ không từ chối khoai tây chiên. Nhưng không đủ. Bạn có thể cho tớ gì nữa không? Thôi được rồi, tớ chỉ còn một thùng kem thôi, được không? Tất nhiên rồi, đưa nó đây. Bây giờ tớ có thể lấy gấu chứ? Được, đưa kem đi đã. Ừ, cảm ơn bạn rất nhiều Quentin, tớ đi đây. Ê, kem đâu rồi? Bạn định lừa tớ sao? Tớ sẽ chỉ cho bạn cách đánh lừa Quentin. Tớ cần phải vào nhà gấp. Những người giúp đỡ trung thành của tớ. Cô gái này đã lừa tớ. Cần phải dạy cho cô ấy một bài học. Ví dụ, vẽ một bộ ria mép trên bức ảnh này. Thấy Pikachu hơi mệt đấy. Không sao, tớ là một người xấu xa. Đấy, nhận lấy đi. Hình như bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng tớ đã lấy được con gấu rồi. Cuối cùng, tớ có thể biến mình thành một bầu trời thực sự. Bầu trời nhiều màu sắc khác nhau. Như này này. Còn bây giờ chỉ cần bật đèn lên thôi. Ôi, đẹp thật đấy. Đây mới là đèn sáng. Tuyệt thật. Tớ chắc chắn sẽ muốn ăn. Vì vậy một tủ lạnh với các món khác nhau rất là cần thiết. Tủ lạnh? Chính xác. Nhưng tớ cái này quá nhỏ. Tớ nghĩ rằng tớ tìm một cái phù hợp hơn rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng mà con rất cần cái này. Wow, bạn cần cái to này làm gì? Thức ăn không bao giờ thừa cả. Cái gì? Trời ơi, tủ lạnh đâu rồi? Ê, nachos đâu rồi? Trời ạ, không hiểu gì cả. Trời ạ, cái này dành cho khách mà, đâu mất rồi? Không thể nào mà thư giãn được một phút. Hy vọng ít nhất có thể cứu được chiếc bánh này. Dừng lại. Mẹ biết ngay là con mà. Ôi, thật là bực mình. Đấy, mình cần ngay vào phòng của mình. Xin chào bạn nhỏ. Bạn sao rồi? Mình đã đến đây. Ôi, bạn phải biết rằng mình mệt như thế nào. Những đứa trẻ không nghe lời. Đấy, như này tốt hơn nhiều. Tốt lắm. Ê, bạn đi đâu vậy? Bạn ghen tị chứ gì? Bạn sẽ không có chiếc bánh đâu. Bạn sẽ làm gì với nó? Uống trà với cả hai Kiwaki. Ôi, không, bạn đóng vào đi. Ôi, tốt hơn là chia sẻ với bạn bè chứ. Ôi, nằm không mệt quá.
Thật tuyệt khi có một chiếc tivi, có rất nhiều điều thú vị để xem. Như này này, như này mình sẽ không buồn. Chính xác, mình cần một chiếc tivi. Ôi, mình lại đói rồi. Cần phải đi lấy một cái gì đó để ăn thôi. Ôi, mình rất cần một chiếc tivi. Chắc là bố sẽ không quá tức giận đâu. Xin chào con gái, con sao rồi? Con chào bố. Không sao đâu, con chỉ thấy tivi bị lệch thôi. Ôi, cảm ơn. Tivi đâu mất rồi? Trời ơi, ăn trộm giữa ban ngày, không xấu hổ sao trời ạ? Mình cần vào phòng của mình ngay lập tức. Anh yêu, em mang đồ xuống cho anh giờ này, anh muốn coca không? Lạ thật đấy. À, mình biết anh ấy đâu rồi. Đấy, hiểu ngay mà. Ê, đóng cửa lại, đồ vô duyên. Bạn đã làm gì vậy? Đó là tivi của bố mà. Bạn không thấy xấu hổ sao? Bạn chỉ ghen tị với tớ thôi. Bây giờ tớ có thể xem và nghe bất cứ thứ gì mình muốn. Không, buồn lắm. Còn cái này thì được này. Trời ạ, thật là mệt mỏi quá. Ôi, mình mệt thế nhở? Chán quá. Bây giờ tớ sẽ thấy rất vui đây. Nhìn tớ mang theo cái gì này. Đây là một trận khiêu vũ thực sự. Tớ sẽ thắng bạn trong vài giây. Ôi, hình như không có gì cả. Hãy nhìn vào hỏi đây này. Ôi, vui thật đấy. Ừ, vui thật. Mình thắng rồi. Xin chúc mừng. Ôi, em ơi, chúng ta cần phải có nhiều niềm vui như này hơn. Chúng ta tiếp tục đi, chắc chắn rồi. Đến lúc bắn trúng mục tiêu rồi. May mà mình là chuyên nghiệp. Lúc nào cũng trúng. Ôi, cái đầu của tớ. Tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt tớ đâu. Xin lỗi, tớ chỉ dọn dẹp ở đây thôi. Được rồi, cứ như vậy đi. Đừng có làm phiền tớ nữa, tớ đang luyện tập. Xác đâu rồi? Tớ rất muốn ăn đồ ngọt. Chào Lucy, bạn nhận ra tớ không? Lại gần đây. Đây, tớ rác đây. Không có riêng mép tốt hơn đúng không? Xin chào, tớ đợi bạn mãi. Cái gì vậy? Bạn không biết sao, nhìn kỹ hơn đi. Đó là kẹo cao su mà. Bạn không biết nó ngon như thế nào đâu. Bạn nên thử đi. Tuyệt vời, lúc đầu tớ nghĩ đó là một cây lau nhà. Oh wow, ngon thực sự đấy. Tớ rất vui vì bạn thích nó. Rất vui được gặp lại bạn. Tớ cũng rất vui. Nhìn, tớ có thể thổi bong bóng này. Lucy, tớ nghĩ bạn không nên làm điều này đâu. Chúng ta không nên thu hút sự chú ý. Làm ơn dừng lại. Cái gì vậy? Một vụ nổ. Chuyện này không thể xảy ra được. Chắc chỉ tưởng tượng thôi mà. Có vẻ như lần này chúng ta gặp may mắn rồi. Lucy, bạn không thể mạo hiểm như vậy. Tớ có cái này nữa này. Nước bẩn. Bạn đang đùa với tớ sao hả Giáp? Ngớ ngẩn, đây là Coca-Cola. Đây, tớ có ống hút cho bạn này. Tớ rất yêu bạn Giác, bạn là một người bạn tốt. Ngon quá. Tớ biết bạn thích nó mà. Ôi không, tớ đang ở. Bạn đang làm gì vậy Lucy? Mọi người nghe thấy hết bây giờ. Bây giờ chắc chắn là thật rồi, có người trong tù. Mình không thể để điều này xảy ra trong tù của mình được. Đừng vội Lucy. Nếu là bạn, tớ chắc chắn sẽ cẩn thận đấy. Xin lỗi, tớ phải đi đây. Bạn không thể bỏ đi dễ dàng như vậy. Bạn đã làm gì vậy? Tạm biệt mọi người. Cẩn thận. Ôi trơn. Tớ nhớ bạn rồi. Ôi, thật là nguy hiểm.
Ôi, tớ cần lấy thêm sơn màu xanh. Đấy tuyệt. Giúp tớ với, tớ cảm thấy không ổn. Có chuyện gì vậy? Tớ bị nhiễm trùng, tớ cần bác sĩ. Nhanh lên. Ôi, tin rồi kìa. Ôi, mình không muốn lây ốm đâu. Thôi vứt kính đi. Bà này nói đúng, cần gọi bác sĩ ngay lập tức. Cứu, có người bị lây nhiễm. Bạn gọi bác sĩ phải không? Cứu với bác sĩ ơi. Mình cần tìm nguồn lây nhiễm. Thở khó thở, giúp tớ với. Bác sĩ đến đây rồi, đừng lo. Twix, tớ rất yêu loại thuốc này. Ôi, có bao nhiêu là sô-cô-la này. Lucy, bạn lại không nhận tớ ra sao? Rác đây mà. Ôi, có chuyện gì nhỉ? Tớ sợ tiêm, đừng. Tớ cảm thấy tệ quá. Lucy, đó là nước trái cây mà, đừng lo lắng, mở miệng ra. Ôi, vị cam, tớ rất thích. Để đến lúc chuyển sang thuốc nghiêm túc hơn, tớ cần phải tiếp xúc nữa. Đây là thuốc tốt nhất trên thế giới. Bà nói đúng, Lucy. Sao? Ở đó có gì rồi? Tớ hy vọng nhiễm trùng không gây tử vong. Các bạn đang ăn đồ ngọt sao? Dạ, cho tớ cắn một miếng đi. Lại là đuôi ngọt ngào này. Thôi, lần này không thoát được đâu. Tớ sẽ bắt được các bạn. Không dễ dàng như vậy đâu. Nhận lấy đi. Lại là những trò đùa của bạn. Hẹn gặp lại nhé, Lucy. Tớ trong mặt quá. Bạn ấy đâu rồi? Dừng lại. Mình sẽ bắt được bạn thôi. Ôi, hình như mình bị nhầm lẫn hướng rồi. Sao? Nhìn cái gì? Bạn nghĩ tớ sẽ để yên chuyện này sao? Xem bạn có gì nào. À, đồ ngọt. Tớ biết mà, tịch thu. Làm ơn để lại một thanh thôi mà. Mình xin đấy. Tập thể dục là chìa khóa cho một sức khỏe tốt đẹp. Giờ ăn chưa, giờ ăn chưa. Stop. Dừng lại. Hãy cho tớ xem bạn có gì ở đây. Không có gì đặc biệt. Mì ống. Đấy, nhìn này. Wow, chúng vẫn ấm. Trông rất ngon miệng. Cho mình một ít đi. Tất nhiên rồi. Hy vọng đĩa này là đủ. Còn nếu không thì gọi mình nhé. Mình sẽ mang thêm cho bạn. Không, tớ không quen với việc chờ đợi. Tớ muốn lấy đủ luôn. Đưa tớ cái kẹp nào. Bạn nghĩ tớ ăn bằng tay chắc? Thôi, đi đi. Chúc bạn ngon miệng. Cảm ơn. Tớ đói dã man luôn ý. Ôi, ngon quá. Rác với đồ ngọt đâu mất rồi. Ăn chưa, ăn chưa. Đến gần đây nào. Hình như bạn ấy lại không nhận ra tớ. Tớ đây mà. Trời ạ, tớ chờ đợi bạn biết bao rác. Bạn mang cho tớ mì ống sao? Tớ không muốn ăn đâu. Đừng có để ý. Tớ sẽ cho bạn một cái gì đó tốt hơn nhiều. Như này, hamburger khổng lồ. Yeah. Ôi, tuyệt thật đấy. Rác, tớ yêu bạn. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tớ từng nhận. Chà, cuối cùng tớ cũng đã ăn xong rồi. Ôi, mình muốn ăn thêm. Bây giờ phải nghỉ ngơi một chút mới được. Ôi, mùi ngon quá. Hình như burger ở đâu ra nhở? Phải tìm nó thôi. Ôi, không dậy được. Được rồi, sẽ di chuyển bằng ghế vậy. Jack, nếu không có bạn, tớ sẽ chết đói trong đây mất. Tớ biết đó là bạn mà. Nào, đưa burger cho tớ đây. Xin đừng lấy, tớ xin đấy. Đừng có cố gắng. Đó là bánh mì kem thịt của tớ mà, bạn đưa nó đi đâu vậy? Cuộc sống thật là không công bằng. Oh, Snicker. Thật tốt khi có thể ăn sô-cô-la. Còn những tù nhân thì không. Tớ cũng muốn ăn sô-cô-la. Oh, hỏng rồi này. Có nghĩa là tớ có thể ra thoải mái đúng không? Ôi, may mắn thật đấy. Ôi, đừng có nhìn Snicker của tớ như vậy. Dù sao tớ sẽ không đưa cho bạn đâu. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Tớ sẽ ăn nó trước. Bỏ tớ ra, nếu không tớ sẽ gọi sự trợ giúp. Cứu, cứu. Tù nhân rời khỏi phòng giam. Nhanh lên cứu. Xong rồi. Bây giờ không ai thoát khỏi đây được đâu. Bạn có thể chắc chắn. Okay. Cảm ơn. Này nhá, tớ đang theo dõi bạn đấy.
Hình như bạn ấy đi rồi. Lucy, chào bạn. Ôi, tớ rất vui được gặp bạn Giáp. Có gì vậy? Có bất ngờ cho tớ sao? Tớ cũng rất tò mò. Có gì? Tớ quyết định theo dõi tù nhân một chút. Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ bạn phải đi rồi. Tạm biệt bạn. Ngồi yên đi, để tớ không nghe thấy bạn nữa. Cuối cùng thì bạn ấy cũng đi rồi. Hãy xem chúng ta có những gì ở đây nhá. Ồ, những con gấu dễ thương. Ôi, mong là nó sẽ không chỉ có một. Ồ, ở đây có rất nhiều con khác nhau, tuyệt quá. Ôi, rất là nhiều màu, tuyệt thật đấy. Giác biết tớ thích gì mà, thật là ngon. Có lẽ vẫn còn nữa. Đúng rồi, bắt được rồi nhá. Tớ biết ngay đây là sự sắp đặt mà. Đưa kẹo dẻo đây. Kẹo dẻo gì? Tớ không hiểu bạn đang nói cái gì cả. Bạn đang nói dối tớ. Không bao giờ. Kẹo tịch thu là đồ ngon nhất luôn. Ôi, có chuyện gì vậy? Ai dám liều làm điều này? Vệ sinh, đây là khu vực nguy hiểm. Đi ra. Thôi được rồi, tớ đang dọn đồ đạc của mình rồi. Come on. Ôi, dễ lừa thật đấy. Ôi, Giác đâu rồi? Tớ nhớ bạn rất nhiều. Ôi, bạn ở đây rồi. Ra đây, bạn tự do rồi. Tớ biết, bạn sẽ đưa tớ ra khỏi đây mà. Nhìn tớ mang theo những gì này. Có rất là nhiều đồ ngọt, như bạn thích. Wow, bạn là số 1. Tớ sẽ lấy Twix, tớ rất yêu nó. Hương vị sô-cô-la và sự tự do có gì tuyệt vời hơn không? Thôi đừng loan canh đây nữa, đến lúc phải ra ngoài rồi. Đừng có vội vàng, tớ biết ngay mà. Nhận lấy đi. Tắt nước đi, tớ không nhìn thấy gì cả. Tớ sợ lắm Giáp. Bị bắt như con chim trong lồng vậy. Thôi, bây giờ ngồi với nhau đi nhá. Bạn rất muốn được đoàn tụ mà. Tớ sẽ lấy chiếc áo choàng này cho mình nhá. Đừng bỏ lại chúng tớ ở đây. Chào tạm biệt. Chúng ta mắc kẹt trong đây mãi mãi rồi. Ồ, bạn ấy quên mất mũ bảo hiểm. Xem tớ có gì này. Ôi, Twix yêu thích của tớ, tuyệt quá. Cần phải ăn nó ngay lập tức. Ôi, ngon quá.